Iran đã đưa ra câu trả lời vào tối 13 tháng 4 bằng một cuộc tấn công trên không chưa từng có được thực hiện trực tiếp từ đất Iran, khiến tình hình càng leo thang trong giai đoạn vốn đã sụp sôi. Ngày 13 tháng 4, lực lượng vệ binh cách mạng Iran (IRGC) thông báo đã bắn hạ hàng chục máy bay không người lái và tên lửa về phía Israel. Một quan chức Israel cho biết số lượng máy bay không người lái lên tới hơn 100 chiếc. Tính đến sáng 14 tháng 4, có vẻ như nhiều tên lửa và máy bay không người lái đã bị quân đội Israel và Mỹ đánh chặn. Đây là cuộc tấn công đầu tiên vào Israel từ lãnh thổ Iran. Hai nước là quốc gia thù địch, nhưng cả hai đều chưa bao giờ tiến hành tấn công trực tiếp và công khai vào lãnh thổ của nhau, dù cuộc tấn công ngày 1 tháng 4 vào Đại sứ quán Iran ở Damascus cũng bị coi là tấn công vào lãnh thổ chủ quyền của Iran, theo quy tắc ngoại giao. Trong 12 ngày sau đó, Iran thề sẽ trả thù. Nhà lãnh đạo tối cao Ali Khamenei cầm súng trường đứng trước đám đông khi ông thề sẽ trả đũa. Các quan chức Mỹ cho rằng Iran sẽ cân nhắc trả đũa vừa phải để tránh chiến tranh toàn diện. Tuy nhiên, Tehran cũng muốn khẳng định mình là một lực lượng chính trong khu vực. Dù thiệt hại từ đợt tấn công tối 13 tháng 4 chưa được đánh giá đầy đủ, nhưng các nhà phân tích cho rằng quy mô của vụ tấn công đã đẩy tình hình đến bờ vực và bất kỳ sai lầm nào cũng có thể gây ra hậu quả thảm khốc. Israel đã thề sẽ đáp trả, "Chúng tôi đã xác định một nguyên tắc rõ ràng, bất cứ ai làm hại chúng tôi, chúng tôi sẽ làm hại họ." Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố trong tối 13 tháng 4. Bộ ngoại giao Iran ra tuyên bố cho biết, nước này đáp trả hành động hung hăng của Israel nhằm vào đại sứ quán Iran ở Damascus. Trong một tuyên bố đăng trên Telegram, bộ này cho biết các lực lượng vũ trang Iran đang thực hiện quyền tự vệ vốn có được quy định tại điều 5 của Hiến chương Liên hợp quốc và để đáp lại các hành động quân sự lặp đi lặp lại của Israel và sự hy sinh vì đạo của các cố vấn quân sự Iran đang làm việc tại Syria theo lời mời của chính phủ Syria và đặc biệt để đáp trả vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran ở Damascus đầu tháng này. Israel không nhận trách nhiệm thực hiện vụ tấn công ở Damascus ngày 1 tháng 4 nhưng phủ nhận tuyên bố của Iran rằng tòa nhà bị tấn công là cơ quan ngoại giao, cho rằng đây là tòa nhà quân sự của lực lượng Quds. Ngoại trưởng Đức Annalena Baerbock lên án cuộc tấn công của Iran và Israel. Bà cho rằng hành động này khiến toàn khu vực đứng trước nguy cơ hỗn loạn. "Chúng tôi lên án cuộc tấn công đang diễn ra bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất có thể, có nguy cơ khiến toàn bộ khu vực rơi vào hỗn loạn. Iran và các lực lượng ủy nhiệm của họ phải ngăn chặn điều này ngay lập tức. Trong những giờ phút này, chúng tôi kiên quyết sát cánh với Israel." Bà Baerbock viết trên mạng xã hội X báo New York Times ngày 12 tháng 4 dẫn lời ông Ashon Ostova, phó giáo sư về các vấn đề an ninh quốc phòng. Tại trường đào tạo sau đại học của Hải quân Mỹ cho biết, có lý do mà đến nay Iran vẫn chưa bị tấn công. Không phải do các đối thủ của Iran sợ họ, mà là vì các nước nhận ra một cuộc chiến với Iran sẽ là một cuộc chiến cực kỳ nghiêm trọng. Phát ngôn trên phản ánh đúng cách Mỹ, Israel và các đồng minh phương Tây nhìn nhận Tehran, một trong những lực lượng quân sự mạnh nhất Trung Đông. Quân đội tinh nhuệ đồng minh đồng đảo. Theo đánh giá thường niên năm 2023 của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế gọi tắt là IISS, các lực lượng vũ trang Iran là một trong những đội quân có quân số đông nhất ở Trung Đông. Tehran hiện sở hữu ít nhất 580.000 binh sĩ thường trực và 200.000 quân dự bị. Số quân này được chia thành hai đội quân là Quân đội Cộng hòa Hồi giáo Iran gọi tắt là IA và Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran gọi tắt là IRGC. Điểm đặc biệt chính là lực lượng Quds thuộc IRGC. Đây là nhóm tinh nhuệ chịu trách nhiệm cho việc cung cấp vũ trang, huấn luyện và hỗ trợ hệ thống các đội quân ủy nhiệm tại Trung Đông. Các đội quân này được gọi chung là trục kháng chiến, bao gồm nhiều lực lượng thường xuyên được điểm tên trên mặt báo thời gian qua như lực lượng Hezbollah ở Lebanon, phiến quân Houthi ở Yemen, phong trào hồi giáo Hamas ở Gaza vân vân. Trên danh nghĩa, các đội quân ủy nhiệm này không thuộc Iran, tuy nhiên các nhà phân tích quân sự đều đánh giá họ trung thành với Iran, sẵn sàng ứng cứu Tehran nếu nước này bị tấn công. Công nghiệp quốc phòng phát triển Xét về trang bị, quân đội Iran cũng được xem là một trong những lực lượng hùng mạnh nhất khu vực Trung Đông. Chiến lược quân sự của nước này nhấn mạnh sự gian đe thông qua việc phát triển tên lửa tầm xa, độ chính xác cao, drone và các hệ thống phòng không. Trong cuộc chiến với Iraq hồi những năm 1980, rất ít quốc gia chịu bán vũ khí cho Iran. Do đó, sau khi cuộc chiến này kết thúc, lãnh đạo Iran đã lệnh cho IRGC dồn sức phát triển công nghiệp quốc phòng trong nước, đảm bảo Tehran không bao giờ phải phụ thuộc nước ngoài về quốc phòng đến nay, kho vũ khí của Tehran đã lớn bậc nhất Trung Đông, bao gồm tên lửa hành trình, tên lửa đạn đạo có tầm bắn lên đến 2.000 km, một lượng lớn drone có tầm bay từ 2.000 tới 2.500 km và có khả năng bay thấp để tránh radar, vân vân. Số vũ khí này cho phép Iran tấn công bất kỳ vị trí nào tại Trung Đông. Hạm đội của Iran cũng khá mạnh với các tàu cao tốc và tàu ngầm cỡ nhỏ. Lực lượng này có thể làm trao đảo mọi tàu thuyền đi ngang Vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz. Bất chấp những điểm mạnh trên, các chuyên gia cùng nhận định tiêm lực quân sự Iran vẫn kém xa Mỹ, Israel và nhiều nước châu Âu. Không quân là điểm yếu lớn nhất của nước này với việc khấu hết máy bay chiến đấu của Tehran là số được Mỹ viện trợ cho chế độ tiền nhiệm trong những năm 1960-1970. Điều tương tự cũng diễn ra với hệ thống xe tăng và xe bọc thép của nước này. Tuy nhiên, lợi thế về quân số và am hiểu địa hình địa vật vẫn khiến Iran là đối thủ đáng gờm của phương Tây tại Trung Đông. Với vị trí chiến lược của khu vực này, với chuỗi cung ứng toàn cầu, cả thế giới đều không muốn thấy viễn cảnh, cuộc đụng độ có thể sắp nổ ra giữa hai thế lực này. Ngoại trưởng Iran Hossein Amir Abdullahian ngày 8 tháng 4 một lần nữa cáo buộc Mỹ phê chuẩn một cuộc tấn công vào tòa nhà lãnh sự thuộc Đại sứ quán Iran ở thủ đô Damascus của Syria hôm 1 tháng 4. Cuộc tấn công đó đã khiến 7 thành viên của lực lượng vệ binh cách mạng Hồi giáo Iran thiệt mạng, trong đó có 3 vị tướng. Damascus và Tehran đổ lỗi cho Israel về cuộc tấn công vào ngày 1 tháng 4, nhưng cho đến nay Israel vẫn chưa có phản ứng, theo AFP. Ông Amir Abdullahian nói với các phóng viên ở Damascus, Mỹ phải chịu trách nhiệm về vụ việc này. Ngoại trưởng Iran nói việc Mỹ và hai nước châu Âu phản đối nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án vụ tấn công vào Đại sứ quán Iran là dấu hiệu cho thấy Mỹ đã bật đèn xanh cho chế độ do thái Israel thực hiện vụ tấn công. Khi được hỏi về cáo buộc trên của ông Amir Abdullahian, phó thư ký báo chí lầu năm góc Sabrina Singh phủ nhận Washington có liên quan đến vụ tấn công. Tôi có thể mạnh mẽ bác bỏ điều đó và nói rằng quân đội Mỹ không liên quan đến cuộc tấn công diễn ra ở Damascus, bà Singh nhấn mạnh. Trước đó vào ngày 2 tháng 4, phát ngôn viên Hội đồng An ninh Quốc gia Mỹ John Kirby đã bác bỏ những bình luận vô nghĩa của ông Amir Abdullahian rằng Washington phải chịu trách nhiệm về vụ tấn công ngày 1 tháng 4. Cũng trong ngày 8 tháng 4, ông Amir Abdullahian đã dự lễ khánh thành khu lãnh sự mới trong một tòa nhà ở Damascus với sự chứng kiến của người đồng cấp Syri Faisal Meddak, theo hãng thông tấn nhà nước Sana. Một phóng viên AFP tại lễ khánh thành cho hay tòa nhà lãnh sự mới không xa cơ sở bị phá hủy do cuộc tấn công vào ngày 1 tháng 4. Các nhà phân tích xem cuộc tấn công vào ngày 1 tháng 4 là sự leo thang trong chiến dịch của Israel chống lại Iran và các lực lượng ủy nhiệm trong khu vực có nguy cơ gây ra một cuộc chiến rộng hơn ngoài cuộc xung đột Hamas-Israel ở giải Gaza bùng nổ vào ngày 7 tháng 10 năm 2023. Israel đã tiến hành hàng trăm cuộc không kích ở Syria kể từ khi cuộc nội chiến nổ ra cách đây 13 năm nhắm vào các lực lượng được Iran hậu thuẫn, trong đó có Hezbollah cũng như các vị trí và kho vũ khí của quân đội Syria. Israel hiếm khi bình luận về các cuộc tấn công riêng lẻ, nhưng các cuộc tấn công của Israel đã gia tăng kể từ khi xung đột Hamas-Israel bùng nổ, theo AFP. Tehran ủng hộ Hamas nhưng phủ nhận mọi liên quan trực tiếp đến cuộc tấn công của lực lượng này vào miền nam Israel vào ngày 7 tháng 10 năm 2023 dẫn tới cuộc trả đũa lớn của Israel ở Gaza.